Còn 10 phút nữa, thời điểm đến, chúng ta liền xông vào. Đợi thêm một chút nữa. Đổng tiên sinh nói, Cố Lập Minh dẫn tàu chấn phủ đến thì chúng ta mới ra tay. Đến rồi. Lên xe. Đổng tiên sinh, đừng đừng. Đổng Bồi Văn chết rồi. Ông ta muốn ám sát Tào tướng quân. Tôi nổ súng bắn chết ông ta rồi. Đổng Bồi Văn chết rồi. Chết thật rồi sao? Người chết là Đổng Bồi Văn, người phụ trách của tổ chức ngầm ở Thượng Hải sao? Đúng đúng đúng, vô cùng chính xác. Tôi tận mắt nhìn thấy là Đổng Bồi Văn. Xem ra chúng ta phải ăn mừng mới được. Đợi một chút, anh Cố. Có một tin vui, tôi còn chưa nói với anh. Chúng tôi đã thỏa thuận với công bộ. Công bộ đã quyết định bàn giao doanh trại cho bên thứ ba trong hòa bình, chính là thế giới mới của anh. Anh hãy chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên tôi muốn anh mau chóng cho người đến doanh trại xem có hàng cấm không. Đừng có làm loạn. Cố tiên sinh, thế này là tôi phụng mệnh đến kiểm tra doanh trại xem có tàng trữ thứ không nên tàng trữ hay không. Dạ vâng, dạ vâng. Quảng Phúc, có. Nào 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 nào, mau đưa anh trai anh đi kiểm tra đi. Anh à, lục soát. Anh Minh, không có gì cả. Nếu đã không có, vậy chúng tôi đi đây. Đợi một chút. Nếu đã đến rồi thì phải kiểm tra cho kỹ. Cộng sản đảng gian xảo lắm. Đứng lại. Ở đây không đến lượt người Nhật anh lên tiếng. Bước thêm một bước, tôi bắn chết anh đó, có tin không? Khốn nạn. Bỏ súng xuống. Anh, bỏ súng xuống mau lên. Nếu anh cảm thấy người của tôi kiểm tra không kỹ, vậy thì tôi đích thân kiểm tra. Vương đội trưởng, đây là cái gì? Quảng Phúc, đây là cái gì?
Anh à, trong thùng này là vật tư quân sự của đội tuần tra. Mở ra. Thùng này cũng mở ra. Đứng yên. Tôi xem ai dám làm loạn. Cậu ngu rồi hả? Sao cứ đối đầu với tôi vậy? Anh, bây giờ đã là lúc nào rồi? Anh vẫn còn sống chết làm tay sai cho Wanatabi. Em nói cho anh biết, các tướng sĩ Hồng Quân đều là anh hùng dân tộc. Nếu anh thật sự muốn tốt cho bến Thượng Hải, hãy tha cho họ một mạng. Anh đừng quên, là anh nói Vương đội trưởng bàn giao doanh trại cho thế giới mới trong hòa bình. Vương đội trưởng đã hạ lệnh doanh trại chuẩn bị khởi công làm đường. Trong những thùng này đều là vật tư làm đường của doanh trại. Đúng là vật tư làm đường. Các anh tự mà qua xem đi. Đi. Tôi nghe thấy tiếng súng ở tù giới. Có phải xảy ra chuyện gì không? Có phải doanh trại xảy ra chuyện gì rồi? Anh mau nói đi. Đổng Bội Văn chết rồi. Anh nói gì? Đổng Bội Văn đã chết rồi đó. Là ai làm? Là anh làm, có đúng không? Là anh giết Đổng tiên sinh. Chúng ta hợp tác với Đổng tiên sinh lâu như vậy. Ông ấy là người yêu nước yêu dân. Ông ấy vì người Trung Quốc mà làm biết bao nhiêu chuyện. Không ngờ đến Đổng tiên sinh mà anh cũng giết. Có phải đến ngày nào đó anh cũng sẽ giết luôn cả tôi không? Được. Vậy giờ anh giết luôn tôi đi. Bây giờ anh giết tôi đi. Giết tôi đi. Giết tôi đi. Bây giờ anh giết tôi đi. Giết tôi đi mà. Tiểu Mạn, em bình tĩnh đi. Ai cũng có thể chết, nhưng em thì không. Chủ nhật em phải cử hành hôn lễ với anh. Chẳng phải em muốn báo thù sao? Lúc trước em muốn giết Tào Chấn Vũ, bây giờ có thêm anh. Anh giết Đổng Bội Văn, anh giết rất nhiều cộng sản đảng, còn có tên cầm đầu là Wanatabi. Chẳng lẽ em không muốn dương cao chính nghĩa? Em cứ để bọn anh nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật sao? Anh, chị Tiểu Mạn,
Em nghĩ cho kỹ đi. Đổng tiên sinh chết thật rồi sao? Chị Tiểu Mạn, Đổng tiên sinh nói em nói với chị, hôn lễ của chị và Cố Lập Binh ngày Chủ Nhật nhất định phải cử hành, vì Hồng Quân sẽ thừa dịp này để phá vòng vây. Trước khi Đổng tiên sinh xảy ra chuyện, đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Chị Tiểu Mạn, chúng ta nhất định phải vững vàng, không thể để kế hoạch của Đổng tiên sinh thất bại. Ngoài ra, Đổng tiên sinh nhiều lần dặn em, hôn lễ của chị không được nói cho anh Đông biết. Cho anh Đông, ông ấy sợ anh Đông phân tâm, làm chậm trễ đại sự của Hồng Quân. Tôi hiểu rồi. Anh ra ngoài đi. Quảng Phúc, tứ qua xong rồi sao? Giờ này bận gì vậy? Không bận gì hết. Rốt cuộc là cậu bận gì? Sau này chuyện của em, anh có thể bớt quản đi được không? Dù sao thì em cũng không cầm súng cho bọn Nhật để giết người của mình. Còn nói vậy ý gì? Em có ý gì trong lòng anh rất rõ. Cậu đang nói đến cái chết của Đổng Bồi Văn sao? Trước đây anh chỉ bảo vệ em, giả vờ ân đoạn nghĩa tuyệt với em. Nhưng bây giờ em nói cho anh biết, em không muốn làm em trai của anh nữa, càng không muốn nhận người anh trai như anh. Quảng Phúc à, tôi hiểu tâm sự của cậu. Tôi lớn lên cùng với cậu, tôi là anh trai của cậu. Mọi người không tin cậu, tôi tin cậu. Chuyện bây giờ cậu không hiểu, sau này cậu sẽ hiểu. Em không phải là trẻ con nữa. Em nói cho anh biết, em đã 28 tuổi rồi. Đừng coi em là trẻ con nữa. Đừng nói chuyện hiểu hay là không hiểu với em. Em hiểu hết. Ai là người tốt, ai là người xấu, em biết rất là rõ. Cậu cho rằng tôi là người xấu sao? Vậy tại sao tôi lại giúp cậu giấu số vũ khí đó? Chẳng lẽ anh đến doanh trại là để giúp bọn em thật sao? Cậu tưởng cái gì cậu cũng hiểu, cái gì cũng biết sao? Cậu nói xem, có phải tôi không giúp được gì sao? Em đương nhiên biết anh đang giúp, vì hôm đó anh nhìn thấy rồi. Anh nhìn thấy số vũ khí đó rồi. Được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa. Nhớ kỹ, tôi là anh trai của cậu. Đi đi. Vậy em về trước đây. Trưởng quan, hành động hôm qua có thu hoạch gì không? Hôm qua chúng tôi căn bản không có cơ hội kiểm tra kỹ. Tại sao? Chẳng phải Cố Lập Minh đi cùng các anh sao? Trưởng quan, tôi cảm thấy em trai của Cố Lập Minh, Cố Quảng Phúc có vấn đề. Anh ta hình như rất lo lắng cho số vật tư của đội tuần tra. Hơn nữa, rất căm thù Hoàng quân Nhật Bản chúng ta. Nhưng mà dù sao, anh ta cũng là em trai của Cố Lập Minh, chúng ta không tiện làm gì. Từ hôm nay trở đi, theo dõi sát Cố Lập Minh. Rõ. Vương đội trưởng, chắc hẳn anh đã nhận được tin rồi. Công bộ quyết định sẽ giao doanh trại cho thế giới mới trong hòa bình. Ông chủ Cố, tôi đang định bàn giao chuyện này với anh. Bàn giao trong hòa bình này là chỉ không phát sinh bất cứ xung đột nào. Đúng.
Ai vi phạm giết không luận tội, tuyệt đối không được nổ súng trong tô giới. Nếu không dư luận sẽ cho rằng người Nhật xông vào tô giới cướp người. Vậy ý của anh là đưa Hồng Quân ra khỏi tô giới, đến đường phố Nguyệt thì do thế giới mới tiếp nhận. Được, làm như anh nói đi. Nhưng nếu xảy ra bất cứ chuyện gì trong tô giới thì tôi sẽ hỏi tội các anh. Cứ quyết định như vậy đi. Phải cẩn thận đó. Cảm ơn. Tiên sinh, muốn mua thuốc sao? Có thuốc vỏ bao màu đỏ không? Có, anh mua bằng gì? Bạn tôi tiền mồ hôi nước mắt. Chúng tôi đợi anh lâu lắm rồi. Đi theo tôi. Alo, trưởng quan, tôi chắc chắn Cố Quảng Phúc đang liên lạc với Cộng sản đảng. Người liên lạc với anh ta là Ngô Đức Quý. Tổng bộ mật vụ của chúng ta có tài liệu về hắn. Anh cẩn thận, chúng có mai phục. Anh về trước đi. Cố Quảng Phúc chắc chắn còn về Thượng Hải. Rõ. Đồng chí Cố Quảng Phúc, hy vọng anh có thể học tập đồng chí Đổng Bồi Văn. Đổng tiên sinh nói tôi, nói với các anh, thời gian Hồng Quân phá vòng vây là 11 giờ trưa Chủ nhật. Do đồng chí Hứa Niệm Đông dẫn đội, bạo động ở tô giới. Anh hãy dẫn các đồng chí đội du kích, phụ trách tiếp ứng ở ngoài chốt tô giới. Được. Chúng tôi cũng nhận được chỉ thị đặc biệt của Trung ương. Đợi Hồng Quân phá vòng vây xong, chúng tôi sẽ yểm trợ cho họ mau chóng di chuyển đến khu Xô Viết. Vậy tôi về trước đây. Đồng chí Cố Quảng Phúc, tôi rất là lo cho sự an toàn của anh. Hay là ngày mai tôi phái người tiễn anh đến khu Xô Viết. Tôi vẫn phải về trước đây, vì nhiệm vụ của Đổng tiên sinh vẫn chưa hoàn thành. Tôi muốn giúp các đồng chí Hồng Quân cùng phá vòng dây, sau đó di chuyển đến khu Xô Viết. Được rồi, tôi cho hai đồng chí tiễn anh đến ga tàu hỏa. Đi. Đứng yên. Đi. Nè, buông ra. Buông ra.
Mặc dù Cố Quảng Phúc làm gì cho Cộng sản đảng, nhưng đối với cái chết của anh ta, Wanetabi vẫn không thể không kiêng dè. Vì còn một Cố Lập Minh nữa, anh ta rốt cuộc là bạn hay là thù đây? Chỉ cần có đáp án, cho dù đáp án là kẻ thù, Wanetabi cũng sẽ không bất an như bây giờ. Dân, sân khấu. Trước mắt đừng vứt thi thể của Cố Quảng Phúc đi. Tôi muốn giữ lại cho Cố Lập Minh. Cái gì? Trưởng quan, như vậy sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đó. Hay là cứ để chôn anh ta đi. Anh cứ làm theo lời tôi, tôi tất có an bài. Rõ. Mời ngồi. Tìm tôi có chuyện gì? Anh Cố, chúng ta quen biết đã lâu. Trước giờ hợp tác vui vẻ. Anh và tôi có thể nói là một cặp trời sinh. Trong lòng của tôi sớm đã coi anh là anh em rồi. Wanetabi, anh sao vậy? Nếu coi tôi là anh em, có chuyện gì thì anh nói đi. Tôi nhận được tin em trai của anh là Quảng Phúc. Quảng Phúc sao? Nó lại gây sự hả? Nó có chuyện gì, anh cứ nói cho tôi, tôi sẽ quản giáo nó. Anh ta chết rồi. Tự sát. Anh nói cái gì? Xin lỗi. Tại sao? Tại sao anh lại nói xin lỗi với tôi? Ngoài ý muốn. Là chuyện ngoài ý muốn. Khi tôi nhận được tin, tôi cũng vô cùng đau lòng. Tôi đã cố gắng hết sức bảo vệ anh ta rồi, nhưng mà thân tại vị chức, có một số chuyện không thể nào theo ý của mình được. Người chết không thể sống lại. Anh Cố, nếu bây giờ anh vẫn không thể tha thứ cho tôi, vậy thì anh bây giờ có thể giết tôi. Cố Lập Minh biết rõ trong khẩu súng của Wanetabi căn bản không có đạn. Hắn chỉ là muốn thăm dò anh ta. Cho dù có đạn, nếu lúc này anh ta cầm lấy khẩu súng này thì sẽ có vô số viên đạn sẽ bắn về phía anh ta. Anh ta chọn lựa nén đau thương. Anh ta muốn báo thù, nhưng mà lúc này anh ta chỉ có thể nhẫn nhịn. Cho dù ngọn lửa thù hận đã thiêu đốt anh ta đến bầm dập, chuyện này quá đột ngột. Quảng Phúc là người thân duy nhất của tôi. Xin anh hãy giao thi thể của Quảng Phúc cho tôi. Tôi nhận được tin em trai của anh là Quảng Phúc. Anh ta đã chết rồi. Tự sát. Phó lão gia, xin ông.
Ông nói tôi làm gì tôi cũng làm. Ông bảo tôi làm trâu làm ngựa, tôi cũng làm trâu làm ngựa. Tôi xin ông, xin ông hãy thả anh tôi ra. Nổ súng đi, bắn chết em đi. Anh trước giờ chưa từng coi trọng em. Vẻ ngoài là em là cậu chủ nhỏ, nhưng mà thực tế em chính là thằng chạy việc. Em là em trai ruột của anh đó. Wanatabi là bạn học của anh, cũng là bạn học của anh Đông. Anh xem anh Đông đâu có thông đồng làm bậy với hắn. Sao anh lại cùng hắn làm những chuyện thương thiên hại lý chứ? Cậu có im miệng lại cho tôi. Muốn làm hắn gian, anh đi mà làm. Em nói cho anh biết, cha mẹ chúng ta trên trời có biết cũng bị anh chọc cho tức điên đó. Anh, em biết em không thể khuyên nổi anh, nhưng mà anh nhất định phải tin em. Tôi tin cậu thế nào đây? Cậu đi theo Phó Bắc Xuyên mà. Hôm nay tôi đến còn có một lý do khác. Chính là tôi muốn đối mặt với cậu đó cho rõ. Từ nay về sau, tôi không có người anh em như cậu. Anh có tin em không? Trước giờ em chưa từng phản bội anh. Lúc trước em đi theo Phó Bắc Xuyên, chính là em muốn có một ngày có thể giúp anh Đông Sơn tái khởi. Vì lúc đó em nghĩ Phó Bắc Xuyên tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho anh. Cũng không ngờ anh Đông đi rồi còn quay lại cứu chúng ta nữa. Cho nên em nghĩ em nằm phụng bên cạnh Phó Bắc Xuyên, sớm muộn cũng có ngày có thể giúp được anh. Nhắc đến những chuyện này làm gì? Những chuyện cậu nói tôi đều biết. Tôi chỉ có một người em trai là cậu. Trên đời này tôi không còn người thân nào khác. Có phải bộ tư lệnh hiến binh không? Tôi là Wanatabi Chính Hùng. Xin hãy sắp xếp cho tôi mấy hiến binh và một chiếc xe. Chủ nhật tôi sẽ đích thân áp tải vàng đi Nam Kinh. Tôi sẽ đích thân gặp Asaka Yasuhiko. Đúng, tôi hiểu rồi. Đội trưởng Cát, bây giờ Quảng Phúc vẫn chưa về. Có phải là xảy ra chuyện gì không? Bất luận Quảng Phúc có báo tin chúng ta phá vòng vây cho đội du kích hộ tay không, chủ nhật chúng ta vẫn phải hành động. Nếu không sẽ không kịp nữa. Được, kế hoạch vẫn như cũ. Niệm Đông, vừa nãy Cố Lập Minh đến đội tuần tra rồi đưa cho tôi cái này. Không nói liền đi rồi. Tôi ngẫm nghĩ vẫn là mang đến cho anh. Phải mau chóng phá nổ kho vàng.
Người chết không thể sống lại. Xin chia buồn. Là anh hại Quảng Phúc. Là anh tiếp tay. Đưa nó vào tay bọn Nhật. Tôi nhất định sẽ không để Quảng Phúc hy sinh oan uổng. Alo, anh Cố, mời anh đến văn phòng tôi ngay lập tức. Ngày qua Natabi, tôi sẽ đến ngay. Wanatabi sẽ ra tay với anh không? Yên tâm, hắn sẽ không giết anh nhanh như vậy đâu. Thái quân, anh phải đảm bảo sự an toàn của tôi. Chẳng phải anh từng nói tôi là công thần của đế quốc Nhật Bản? Tào tướng quân, ông là người của chính phủ Đại Đông Á. Ông có trách nhiệm bảo vệ hình tượng Trung Nhật thân thiện. Cố Lập Minh là hội trưởng hội bảo vệ Thượng Hải. Ông là người chứng hôn cho anh ta, là sự vinh hạnh của anh ta, cũng là vinh hạnh của ông. Ông yên tâm, Cố Lập Minh sẽ sắp xếp tất cả người của thế giới mới đảm bảo sự an toàn của ông. Wanatabi, anh Cố, anh thông báo với tất cả tòa soạn của Thượng Hải đăng tin tức hôn lễ chiều Chủ nhật lên trang đầu các báo. Tôi muốn cả Thượng Hải đều biết. Chỉ có hôn lễ như này mới là đại sự của bến Thượng Hải. Wanatabi, cảm ơn sự hậu ái của anh. Đế quốc Nhật Bản luôn luôn không bạc đãi bạn bè. Niệm đâu? Đi. Tiểu Mạn, Hồng Quân quyết định Chủ nhật phá vòng vây. Anh sợ đến lúc đó không thể nào dẫn em đi được. Vốn định đến nhà nghỉ Tân Á tìm em, không ngờ lại gặp em. Tiểu Mạn, nghe lời anh, mau rời khỏi Thượng Hải, đến Hồ Tây tìm Du Kích. Chủ nhật anh dẫn Hồng Quân đến hợp lại cùng em. Em không thể nào đi cùng với anh. Em muốn cùng chiến đấu với các chiến sĩ Hồng Quân. Tiểu Mạn, em căn bản không giúp được anh. Cố Lập Minh bây giờ là tay sai của bọn Nhật. Nhà nghỉ Tây Á bị thế giới mới bao vây. Bây giờ anh ta chưa giết em là vì em còn giá trị lợi dụng. Họ muốn dùng em để uy hiếp anh. Nghe anh đi, ngoan ngoãn rời khỏi Thượng Hải, nếu không không còn cơ hội đâu. Niệm Đông, em biết là anh lo cho em. Em nhất định sẽ nhìn anh đưa các chiến sĩ Hồng Quân an toàn rời đi. Em đồng ý với anh. Đợi sau khi anh đưa họ đi rồi, em nhất định sẽ đến Hồ Tây gặp anh. Sao em lại ấu trĩ như vậy? Đến lúc đó muốn đi cũng không đi được. Chỉ nhìn thấy anh đưa các chiến sĩ Hồng Quân an toàn rời đi, em mới có thể yên tâm. Anh thỏa mãn tâm nguyện của em đi. Em đồng ý với anh. Em nhất định sẽ an toàn, nhất định sẽ chăm sóc mình thật tốt. Đổng tiên sinh vì chuyển vũ khí cho Hồng Quân
không tiếc mình hy sinh để đánh lạc hướng kẻ địch. Nếu bây giờ chúng ta đi thì chúng ta sẽ có lỗi với Đổng tiên sinh, có lỗi với Quảng Phúc và tất cả các chiến sĩ Hồng quân nữa. Quảng Phúc cũng chết rồi sao? Sau khi Quảng Phúc hoàn thành nhiệm vụ Đổng tiên sinh giao cho anh ấy, trên đường về gặp đội hiến binh rồi không về nữa. Tiểu Mạn, em nói đúng. Chúng ta không nên chỉ nghĩ đến mình, chúng ta phải báo thù. Không chỉ giết Tào Chấn Vũ để báo thù cho cha mẹ chúng ta, còn phải giết Wanatabi để báo thù cho các anh em đã mất. Bây giờ anh là lão đại của bến Thượng Hải, quân trong tay nhiều quá rồi, có phải là không quản nổi phải không? Có cần tôi quản thay anh không? Còn nữa, anh đừng có quên, công phu của anh có giỏi đi thế nào nữa cũng không lại được với mũi đạn bắn từ trong tối đâu. Lái xe. Tôi bảo anh sắp xếp gặp mặt ba vị lão đại. Đã sắp xếp chưa? Dạ xong rồi ông chủ. Mời ngồi. Hôm nay tôi dùng thân phận lão đại mời các anh giúp tôi một việc. Của Lập Binh, anh dựa vào cái gì gọi chúng tôi đến đây chứ? Anh căn bản không xứng làm lão đại bang hội. Thế giới mới các anh đều là chó săn của bọn giật. Muốn làm hán giang, anh đi mà làm, đừng sỉ nhục thanh danh bang hội chúng tôi. Nhớ Phó Bắc Xuyên của Bạch Lạc Môn năm đó, mặc dù cũng đi lại với bọn giật, nhưng đó đều là kế tạm thời. Đến lúc quan trọng, Phó lão đại vẫn hướng về người Trung Quốc chúng ta. Còn anh, đúng là con rối của bọn giật. Mấy năm nay chết bao nhiêu người, không phải là anh không biết. Anh nghĩ bọn Nhật chống lưng, làm biết bao nhiêu chuyện thất đức. Chẳng lẽ anh không sợ đoạn tuyệt tử tuyệt tôn sao? Anh tự hỏi lại mình, anh có xứng đáng với tổ tông Cố gia không? Các bang phái Thượng Hải luôn xảy ra tranh chấp, nhưng mà đó là chuyện riêng giữa anh em chúng ta. Ví dụ có người ngoài chạy đến hậu viện của chúng ta gây sự, chúng ta phải xử người ngoài trước rồi mới trấn trong. Chúng ta tuyệt đối không cho phép có người cấu kết với người ngoài, trong ứng ngoại hợp, cấu kết với nhau làm việc xấu. Cố tiên sinh, anh hiểu ý của tôi chứ? Thật ra mỗi ngày tôi thức giấc, ra khỏi nhà tôi chưa từng nghĩ còn mạng mang gì. Nhưng mà hôm nay tôi hy vọng mọi người cho tôi chút thời gian. Trưa ngày mai tôi sẽ trả lời cho mọi người. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy tôi làm việc còn tốt hơn Phó Bắc Xuyên. Từ bây giờ đến ngày mai, thời gian chưa đến một ngày. Đến lúc đó, các vị cảm thấy tôi không xứng với chức vị lão đại này, muốn đánh muốn giết tùy mọi người. Anh định làm thế nào? Cái này thì chưa nói với mọi người được. Nhưng mà tôi hy vọng ngày mai mọi người có thể đến dự hôn lễ của tôi đúng giờ. Thật không ngờ, trong lúc thiên hạ đại loạn, Cố tiên sinh lại tổ chức đại hôn lễ long trọng ở Thượng Hải. Trong này có phải là có quyền cơ gì không rồi? Đương nhiên là có quyền cơ rồi. Nhưng mà bây giờ không tiện nói với mọi người. Nhưng mà tôi bảo đảm, đây là một vở kịch hay.
Còn chuyện các chị có gan diễn vở kịch này với tôi không, không quan trọng. Nhưng mà nếu các chị có gan làm khán giả thì tôi cũng không để bụng. Cố Lập Minh, anh dựa vào cái gì mà nói chúng tôi không có gan? Những năm chúng tôi sống ở bến Thượng Hải, số lần ăn dao còn nhiều hơn đường anh đi nữa đó. Được, nếu Cố tiên sinh có lòng mời thì chúng tôi đương nhiên sẽ đến. Nhưng đến lúc đó, lời mà Cố tiên sinh nói, chuyện Cố tiên sinh làm không cùng đường với anh em chúng tôi thì đừng có trách anh em chúng tôi không để mặt đâu. Tôi đương nhiên biết lai lịch của hai vị lão đại. Nếu không biết thì tôi cũng không mời các chị đến. Vậy ba vị đã đồng ý với tôi, ngày mai tôi sẽ đúng giờ cung kính chờ mọi người. Niệm Đông, lời của Cố Lập Minh có tin được không? Có phải là lại một cái bẫy dụ anh cắn câu? Có phải bẫy hay không tôi cũng phải đi. Hồng Quân sắp rời khỏi tôi giới rồi. Kho Hạp Bắc vẫn trong sự khống chế của bọn Nhật. Nếu không tranh thủ thời gian phá nổ kho vàng thì sớm muộn cũng rơi vào tay bọn Nhật. Vậy anh định làm thế nào? Cùng lắm thì liều mạng, cũng phải phá nổ kho vàng. Vừa có thể hành động, vừa có thể an toàn rút lui, đó mới là đàn ông thực sự. Đừng có động cái là liều mạng. Vậy anh có cách nào hay không? Anh để tôi đi cùng với anh, ít nhất cũng có 8 phần thắng. Tôi có thể dẫn anh an toàn vào kho. Tôi tương đối thuộc địa hình ở đó. Tôi còn có thể nghĩ cách giúp anh đặt thuốc nổ. Dù sao đó cũng là sở trường của tôi. Được. Niệm Đông bây giờ đang làm gì? Không biết. Cho dù em biết anh ta đang ở đâu, em cũng không nói cho anh biết. Không sao, anh hiểu tâm trạng của em. Trước giờ anh không hy vọng quá nhiều, chỉ là hy vọng cùng em cử hành một hôn lễ là đã thỏa mãn lắm rồi. Ngày mai em cầm hoa và súng tới lễ đường, khi cha tuyên đọc lời thề kết hôn chính là thời cơ tốt nhất để cho em giết Tào Chấn Vũ. Wanatabi Chính Hùng cũng sẽ xuất hiện trong hôn lễ của chúng ta. Em muốn giết Wanatabi Chính Hùng sao? Thù nước hận già. Lúc trước tôi giết Tào Chấn Vũ là muốn báo thù cho cha. Nhưng mà trước là thù nước, hận nhà có là cái gì chứ? Tôi giết Tào Chấn Vũ là gì bây giờ? Hắn là hán gian hại nước hại dân. Còn giết Wanatabi Chính Hùng là vì hắn là đao phủ đã giết hàng nghìn vạn đồng bào. Tôi giết hai người bọn họ là để trả thù cho hàng ngàn, hàng vạn anh hùng dân tộc coi cái chết nhẹ với lông hồng. Cảm ơn em đã nói những lời trong lòng cho anh nghe. Anh sẽ giúp tôi, có đúng không? Anh vẫn còn lương tâm của người Trung Quốc, có đúng không? Trả lời đi. Cất súng cẩn thận vào. Sáng mai các anh có thể quay về không? Yên tâm đi, chắc chắn sẽ về. Nhất định phải cẩn thận. Bây giờ kho Hạp Bác có quân Nhật bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu không thể an toàn đặt thuốc nổ thì các anh về đi. Sau này chúng ta tìm cơ hội khác.
Vương đội trưởng, anh cứ yên tâm đi. À được, vậy tôi đợi hai anh trở về, dẫn các chiến sĩ Hồng Quân cùng phá dòng dây. Lên xe. Con đàn bà thối tha kia, không cần tiền thì tôi tự giữ. Sơn Khẩu, ai vậy? Quảng Phúc, anh sai rồi. Anh không nên dẫn em đến Thượng Hải, không nên để em lấn quá sâu vào trong dục vọng của anh, là danh lợi và giả tâm để che mờ hai mắt. Bọn Nhật luôn là bọn ma quỷ, bất luận anh đã từng làm gì cho chúng, trong mắt của chúng anh mãi mãi chỉ là một quân cờ. Có rất nhiều người Trung Quốc giống như anh, chỉ vì sự ích kỷ của mình mà bán đứng bản thân, cuối cùng rơi vào thảm cảnh này. Em yên tâm, anh sẽ không mắc sai lầm thêm nữa. Đợi anh chuộc tội xong, anh em chúng ta sẽ gặp lại nhau. Niệm Đông, xin anh hãy tha thứ cho em. Em không thể giữ lời hứa. Ngày mai em sẽ phải trở thành cô dâu của Cố Lập Minh rồi. Nhưng mà em thề, Lãnh Tiểu Mạn em cho dù sống hay chết cũng chỉ thuộc về một mình anh. Nếu kiếp này chúng ta không có duyên, kiếp sau em nhất định sẽ đợi anh. Tiểu Mạn, anh muốn nói với em, tất cả những chuyện anh làm trước đây không có lỗi với anh em, không có lỗi với lương tâm, càng không có lỗi với em. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Lát nữa anh phải ra ngoài một chút, anh có chuyện quan trọng phải làm. Em cứ đợi anh ở đây, anh sẽ đón em đến lễ đường.
Wanatabi, anh phải cứu tôi. Cái mạng già này của tôi sống đến hôm nay quả là không hề dễ dàng. Là một mình tôi từ ngàn dặm xa xôi hiến biết bao nhiêu vàng cho đế quốc Nhật Bản. Mấy lần tôi suýt mất mạng, đó đều là do Lãnh Tiểu Mạn và Cố Lập Minh làm. Bây giờ anh bảo tôi làm người chứng hôn cho họ trước mặt bao nhiêu người, còn đăng cả chuyện này lên báo nữa. Vậy chẳng phải tôi đi vào đường chết sao chứ? Bây giờ ở Thượng Hải có rất nhiều người muốn giết tôi ngay lập tức, đặc biệt là bọn cộng sản đảng kia. Ông yên tâm, sao tôi có thể để ông chết được chứ? Tôi sớm đã có sắp xếp hết rồi. Sắp xếp? Anh sắp xếp thế nào? Thế giới mới của Cố Lập Minh thật ra sớm đã bị tôi khống chế trong tay. Họ sẽ đảm bảo sự an toàn của ông. Không ngờ Wanatabi sớm đã có diệu kế rồi. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Yên tâm rồi. Kịch hay còn chưa ra mắt, sao có thể nói kết thúc được chứ? Ngày mai ở hôn lễ đều là người của chúng ta. Tiếng súng vang lên, ông liền tóm lấy Lãnh Tiểu Mạn, ép Cố Lập Minh vây bắt cộng sản đảng. Đến lúc đó tôi sẽ phái người tiếp ứng các ông. Wanatabi, anh sắp xếp thật là chu toàn. Anh nói sớm với tôi thì tôi sao phải lo lắng nữa chứ? Cố Lập Minh, nếu trung thành với Thiên Hoàng thì ngày mai sẽ là ngày sụp đổ của cộng sản đảng. Nếu Cố Lập Minh có suy nghĩ gì khác, vậy thì những người này sẽ nghe theo lệnh của ông tiêu diệt Cố Lập Minh. Cảm ơn ngài Wanatabi. Tào Mỗ bảo đảm giám sát chặt chẽ Cố Lập Minh. Chính là bức tường này. Lúc trước tôi và Tiểu Mạn bị giam ở dưới tầng hầm. Tiểu Mạn đã nói với tôi, tường phía bắc bị ẩm, vì phía sau là sông Tô Châu. Kho vàng chính là giấu sau bức tường này. Tôi đang nghĩ, nếu có thể đặt thuốc nổ trên tường phía bắc thì chắc chắn có thể dẫn thuốc nổ trong kho hàng. Được, hành động. Cảm ơn anh. Bác sĩ Lý, Lập Minh, hai người nói chuyện đi. Đổng tiên sinh, tại sao anh muốn cứu tôi? Vì đất nước cần ông. Lập Minh, hóa ra anh vẫn đứng về phía chúng tôi. Mọi người đều cho rằng anh đi theo bọn Nhật rồi. Sao tôi lại đi theo bọn Nhật chứ? Nhưng mà tôi còn muốn giải thích thêm. Chỉ cần ông hiểu là đủ rồi. Bây giờ Trung Quốc chúng ta đã không còn là Trung Quốc của mấy tháng trước. Bến Thượng Hải cũng không còn là bến Thượng Hải trước kia. Cho nên tôi nhất định phải làm những chuyện này. Lập Minh, anh có thể nghĩ như vậy, tôi rất là mừng. Nhưng mà Niệm Đông đang rất hiểu lầm anh. Anh ta vẫn chưa biết chuyện hôn lễ của anh và Tiểu Mạn. Một khi anh ta biết rồi thì không thể giải thích thêm nữa. Có phải Hồng Quân quyết định tối nay phá vòng vây không? Đúng vậy. Tôi bảo Lãnh Tiểu Mạn đúng giờ cử hành hôn lễ với anh, chính là vì nghĩ cách tránh đội hiến binh Nhật và người của thế giới mới.
tiện cho Hồng Quân thuận lợi phá vòng vây. Bây giờ trong thế giới mới, có người của Wanatabi phái đến giám sát tôi hay không, tôi cũng không rõ. Nhưng mà chắc chắn đội du kích Hồ Tây sẽ đến tiếp ứng chúng ta. Quảng Phúc đã liên hệ được với đội du kích Hồ Tây rồi sao? Tốt quá rồi. Quảng Phúc cũng vì chuyện này mà bị Wanatabi bắt. Trên đường về, Quảng Phúc bây giờ sao rồi? Đang ở đâu? Quảng Phúc bị Wanatabi giết rồi. Đồng chí Quảng Phúc, Đổng tiên sinh, chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm sao đưa ông an toàn rời khỏi Thượng Hải. Bác sĩ Lý là bạn tốt của tôi, tôi đã sắp xếp cả rồi. Anh ta sẽ lái xe của tôi, dùng thẻ thông hành của tôi, đưa ông đến cho đội du kích Hồ Tây. Lập Minh, tôi phải đến doanh trại. Tôi lo là Đổng tiên sinh, Niệm Đông chắc chắn sẽ dẫn Hồng Quân phá vòng vây. Còn tôi và Lãnh Tiểu Mạn nhất định sẽ giết chết Tào Chấn Chủ. Chúng ta gặp nhau ở Hồ Tây. Quảng Phúc, các anh không cần canh giữ ở đây nữa. Lát nữa tôi sẽ chuyển vàng đến Nam Kinh. Các anh mau rút về Tô Giới đi, tăng cường phòng thủ doanh trại. Ngoài ra phái thêm vài người đến nhà thờ hỗ trợ hành động càn quét của Tào Chấn Chủ. Rõ. Còn bao lâu nữa? Nửa tiếng nữa phát nổ, lúc đó chúng ta đã về đến Tô Giới rồi. Chúng ta đi thôi. Cầm lấy. Hứa Niệm Đông, tôi biết là anh. Không ngờ phải không bạn cũ. Ném súng lên đây. Anh lên đây. Đội trưởng Cát, anh đi trước đi. Muốn đi cùng đi. Đại cục làm trọng, các chiến sĩ Hồng Quân cần anh. Yên tâm đi, tôi có thể đối phó với hắn. Được. Wanatabi chính hùng, bao nhiêu năm không gặp, anh vẫn sợ tôi vậy sao? Tôi sợ anh. Anh từ Nhật chạy về Trung Quốc, đến mảnh đất cắm dùi cũng không có. Bây giờ tôi ở Thượng Hải, có thể hô mưa gọi gió, sắp trở thành công thần của chính phủ Đại Đông Á. Tôi mà sợ anh sao? Nếu anh không sợ tôi thì hãy bỏ súng xuống. Anh chẳng phải là võ sư đạo Nhật Bản sao? Hãy cầm kiếm của anh lên, quyết đấu với tôi. Có dám không nào? Được.
Hứa Niệm Đông, anh tưởng anh thắng tôi rồi sao? Bạn tốt của anh Cố Lập Minh đang cử hành hôn lễ với vị hôn thê của anh là Lãnh Tiểu Mạn ở nhà thờ. Đi mau. Tào tướng quân lại có giả hứng đến sớm như vậy sao? Nhất định là sớm có chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi. Tào Mỗ cả đời chinh chiến, giết người như chém cỏ, nhưng đây là lần đầu mai mối cho người ta. Hôm nay là ngày trọng đại của anh. Hôm nay anh là nhân vật chính. Tôi muốn xem anh làm thế nào để hát cho hay vở kịch ngày hôm nay đây. Đời người như mộng, mộng như đời. Có một số người cả đời là diễn viên, có một số người cả đời là khán giả, nhưng mà lại có một số người mãi mãi không biết mình là diễn viên hay là khán giả được. Cố tiên sinh thật khéo léo quá. Vậy thì anh phải cẩn thận đó, đừng để vừa mất vợ vừa mất quân. Tào tướng quân không để ý sao? Thật ra tôi sớm đã chuẩn bị thiên la địa võng rồi đó. Vậy thì tốt. Tào Mỗ xin chúc mừng hai vị hạnh phúc. Bọn Nhật thất tính bội nghĩa, mưu đồ mượn cớ cô quân để gây hỗn loạn, xông vào tô giới. Công bộ ra lệnh đưa Hồng quân di chuyển ra khỏi tô giới ngay lập tức. Đội tuần tra phụ trách bảo vệ an toàn, nếu kháng lệnh giết không tha. Đội trưởng Cát, các anh em, từ khi chúng ta liều mạng với bọn Nhật ở kho Hạp Bắc, chúng ta đã không còn sống cho riêng mình, mà là hình mẫu tinh thần của cả Trung Quốc. Bây giờ chúng ta lại bước ra tiền tuyến kháng Nhật trước toàn thể người dân Trung Quốc, dũng cảm chiến đấu, dũng cảm chiến đấu.